Ủa quà em thấy em cái gì cũng có, mua cho đệ một đống năm tù không bao giờ đeo, tới em mua chi nữa, vô duyên không, giờ không đeo cũng vẫn phải mua. Ủa sao tôi bảo tủ tôi làm của không? Không có cảm nhận được sự lãng mạn là ở chỗ đó, cũng có bông có hoa rồi cũng thế gian có mình vợ này nọ kia, nhưng mà ai biết vợ nào, ai biết vợ nào. Wow, và hôm nay rất đặc biệt, đó là bữa bún gia đình. Cái bữa bún gia đình này á, là bữa nay là chị muốn làm món bún chả. Riêng chả và thịt nướng là nướng bằng than hết. Lò than hết nó mới ngon. Rồi bây giờ mời mấy em ăn liền nha. Em mời cả nhà. Chị ở nhà mình là em nghĩ chắc là cũng thường xuyên ăn với nhau như thế này hả chị? Cái luật gia đình chị á là đi đâu đi làm gì làm, nhưng mà cuối tuần là phải đi ăn với gia đình. Anh ơi, hồi nãy khi mà em trò chuyện với chị á, chị có nhắc về một cái kỷ niệm, đó là lúc đó là chị Mai đi quay thì chị Mai bị một cái tai nạn. Ví dụ như lúc đó là gương mặt của chị Mai mà không cứu chữa được, tức là chị sẽ mang một cái gương mặt hoàn toàn khác với lại cái gương mặt rất là xinh đẹp như trước đây, thì anh sẽ như thế nào? Thì bỏ tiêu rồi còn ngồi đây chi. Tôi không có tin tưởng một đàn ông đâu, trời ơi. Lúc đó xấu xí là sao ta? Xấu xí tôi lấy người khác. Ra anh bây giờ nghe anh à. Lúc đó thôi, không bao giờ nghĩ đến chuyện là có xấu hay là gì, mình cũng thích là thích, không có nghĩ chuyện là xấu là không thích nữa hay nữa. Thực ra là chị nhớ là lúc đó là chị đang bị nằm trong bệnh viện thiên tinh thần chỉ hình, mặt thì đã nát hết rồi và đang nằm nẹp từ trên xuống vậy đó. Có nghe ông nói rằng là nói với bác sĩ y tá đó, cố gắng lo hết sức mình cho bạn của tôi. Nếu mà ở Việt Nam không chữa được thì tôi sẽ mang qua Mỹ chữa. Mà lúc đó là hoàn toàn mình chưa có nhận lời gì hết á, mà mình nghe cái câu đó là tự nhiên mình cũng cảm động. Và sau khi mà chị lành lặn lại thì chị có tình cảm. Hai anh em tâm sự rồi đó chị. Xí chị cũng tò mò lắm. Hai anh em tâm sự rồi có nói xấu với chị không vậy? À, nói rất nhiều và chị muốn biết không? Muốn. Thì chị đón coi chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, số của Hiền Mai, phát sóng vào lúc 22:30 trên HTV7 và phát lại trên kênh YouTube. Và nếu không coi được trên YouTube và trên truyền hình, chúng ta coi lại trên Netlove app. Hay lắm chị ơi, nói nhiều dữ lắm. Và em cho rằng là ở đây á, đúng là chị có một phần may mắn khi gặp anh Minh. Em rất là ngưỡng mộ người đàn ông này. Một cái tình yêu của anh dành cho chị rất lớn. Chị phải đón coi cái chương trình này xong chị mới kết luận được, bởi vì là ông này chuyên môn nói xấu chị. Tony, con có biết gì về cái chuyện tình cảm của ba mẹ con không? Có bao giờ mà thấy ba mẹ cãi nhau ở nhà không? Cười là biết rồi đó. Trời, liên tục. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau rồi Tony làm cái gì? Không làm gì hết. Tony có giảng quà cho ba mẹ không? Không dám, nó chui vô phòng trú. Hiền lắm, bạn này hiền lắm. Tính Tony ngay từ hồi nhỏ đã là rất là rụt rè rồi, rất là nhút nhát rồi. Nhưng mà với các bạn ở trường và với các thầy cô giáo, nói chung là với môi trường ngoài, thì Tony có nhút nhát như vậy không? Hay là Tony cởi mở hơn? Cởi mở hơn. Vậy thì tại sao ở trong gia đình của mình thì mình lại không cởi mở được như vậy? Tại quen như vậy. Với các bạn trẻ ngày hôm nay, đừng hòng tụi nó chủ động nói chuyện với mình. Đúng rồi, chính xác. Thì mình phải là những người chủ động đó nè. Trong khi bây giờ anh chị quá nhiều việc. Thực ra là chị cũng có chủ động, cũng tối ngủ cũng ôm con, tâm sự, nói chuyện này kia. Cũng có, con muốn chia sẻ gì thì con chia sẻ thôi. Nhưng mà thật ra là mình cũng thấy rằng là con là ở nhà là rụt rè, hoặc là nhút nhát vậy. Nhưng mà khi mà ra ngoài tiếp xúc với bạn bè này kia thì rất là năng động. Thế giới của rất là vui vẻ. Chị, nhưng mà chị có sợ rằng là ví dụ như khi Tony đi ra ngoài xã hội gặp một cái vấn đề gì đó mà Tony lại không dám chia sẻ với chị, hoặc những cái vấn đề trong chính cái ngôi nhà của mình mà Tony lại không dám chia sẻ với anh chị không? Cái điều đó chị rất là sợ. Thật sự là chị sợ và chị cũng băn khoăn cái điều đó lắm. Mình cần có con, mình phải cởi mở là chia sẻ với mình. Mình mới biết rằng là con gặp cái vấn đề gì, mình giúp con giải quyết. Vì bây giờ con còn nhỏ quá, nhiều khi con không biết giải quyết như thế nào. Nó sẽ trở thành một cái sự bế tắc trong ý nghĩ của nó. Thật lòng là chị rất là muốn con chia sẻ với mình mà chưa có dịp nhiều. Và đúng là chủ yếu là ảnh mê cái điện thoại, cái iPad, là ảnh cứ cắm mặt vô cái iPad thì điện thoại không à. Giờ bắt đầu giờ chia sẻ với mẹ nha. Cưới đi. Nhiều khi không nói với ba mẹ nhưng mà lại nói với bà thì sao? Không bao giờ. Tại vì nó cũng không có nhiều thời gian để mà gần gũi bà, đi học suốt. Trước đây ngồi ăn cơm thì bà thường ngồi chỗ nào chị? Trước đây thì trong nhà hay ngồi ở
trong cái phần bàn ăn của trong nhà. Em xin lỗi vì em nhắc tới bà thì chị xúc động. Kể từ khi mà bà mất á, thì em muốn hỏi là chị đã cân bằng được cái trạng thái của cuộc sống chưa? Chị không vượt qua được. Mình cố gắng mình quên thôi, mình cố gắng mình không nhớ tới thôi. Nhưng mà không vượt qua nổi. Ngày nào cũng lên bàn thờ mà thắp nhang và cũng khóc. Cũng ráng không nghĩ tới được 2-3 ngày thì cũng sẽ có một giây phút lại khóc. Vì cứ nhớ hoài à. Vì chị sống với má chị mấy chục năm rồi. Cho nên là cái tình cảm hai má con nó quá khăng khít với nhau. Mình nghĩ cái đoạn khi mà mình về nhà là mình vô phòng má là mình được má ôm. Má ôm thì hai má con giỡn hết với nhau. Ở trong lòng mình thì mình không biết bao giờ mới thoát qua được. Bất chợt lúc nào đó ai nhắc đến má mình, hoặc là bây giờ sợ nhất nha. Sợ nhất là nghe nhạc, nghe bài hát nào tự nhiên hát về má một cái, về mẹ cái là thôi tôi đi chỗ khác liền. Không dám ngồi đó luôn á. Thời gian lâu lâu thì có thể mình sẽ vượt qua được. Đỡ hơn. Bây giờ quay lại một câu chuyện đó, nó lạc quan mà nó chuyện gì vui đi. Anh hồi nãy chị nói là anh không có ga lăng á. Anh không, không phải không ga lăng. Không có lãng mạn. Em xin lỗi, không anh không có lãng mạn. Mấy năm đầu tiên thì vẫn lãng mạn, anh sợ càng lâu đi thì mình thấy cái gì và mình cũng có hết, chẳng biết mua cái gì bây giờ. Có duyên không? Rất là có duyên luôn, một cái câu là nghe là hiểu liền. Mới đầu là cũng hoa, cũng hòe, cũng quà cáp này kia. Càng chục năm đầu á thì là vẫn ấy. Xong đi đâu mấy năm sau á, 8 tháng 3 vậy đó, mọi người đưa lên Facebook rồi thấy bạn bè nó khoe y xèo bông hoa này kia chồng người yêu tặng. Chồng mình thấy gì hết trơn, tối về không thấy, thôi chuyện chẳng ăn gì. 1-2 ngày sau bắt đầu nổi điên chửi. Hiền Mai. Hiền Mai đó. Chửi ổng thì ổng mới kêu là ủa anh thấy là em cái gì cũng có hết trơn á, giờ anh biết mua cái gì cho em. Bây giờ chị muốn gì? Muốn gì vậy? Chị muốn gì chị phải nói. Mới đầu tiên là ổng có mua hoa, mua cho bó hoa bự chăng đanh 2-3 triệu vậy. Thành động khùng không? Không, không khùng hả? Tôi đâu có thích hoa đâu mà mua hoa chi vậy? Nó tại chị. Tôi đi cười. Tôi đi nó cười. Không phải, tức là không mua hoa thì phải mua quà, hiểu không? Quà gì không được. Ok chứ, ủa quà anh thấy em cái gì cũng có, mua cho để một đống năm tủ không bao giờ đeo, tới em mua làm chi nữa. Vô duyên không? Giờ không đeo cũng vẫn phải mua. Ủa sao tôi bỏ tủ, tôi làm của. Ủa không? Sao tự nhiên đến bây giờ nhiều hoa cũng không có mà quà cũng không luôn. Nhưng mà chị có bao giờ nghĩ không có quà, không có hoa nhưng mà tiền nó luôn trôi về tài khoản của chị không? Lúc nào chạc trôi rồi còn hoài gì nữa. Nói chung á là cái tiền mà trôi vô tài khoản của mình thì nó cũng cảm giác là tiền của mình rồi, mình đâu có cách. Cái gì nó cũng được hết trơn á. Thấy chưa? Ông phải lấy tiền của ông đi mua cho mình để mình cảm thấy rằng là đó là quà của ông. Hiện mà mới hiện á. Quên, xin lỗi. Sương bữa nay nhất nha. Trời ơi. Tất cả những ngày lễ ngày lộc phải có hoa đàng hoàng. Có quà nữa. Quà. Hoa thì có rồi phải nói. Hoa thì phải có. Sao chị nói không thích hoa? Hồi đó không thích hoa nhưng mà hoa không có, quà không có, đành phải có hoa. Bây giờ là vừa hoa vừa quà. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Quà gì cũng việc nhẹ nhàng được, chẳng là cái gì đâu. Nhớ nghe anh. Đó. Họ kèm theo những cái lời yêu thương, không? Cử chỉ yêu thương. Ủa nhưng mà Tony nó có lãng mạn không chị? Có hay thể hiện tình cảm của mẹ không? Ngày xưa thì có. Lúc nhỏ thì là trong trường á, cứ mỗi lễ gì á là trong trường là cho các bạn nhỏ nó làm thiệp làm này kia về tặng mẹ. Trời ơi mẹ cảm động lắm, đưa Facebook khoe các kiểu. Giờ lớn không có cái gì luôn. Nói chung là con học cha. Gì đây? Trời ơi, âm thầm quá. Mới đi mua về, mỗi nơi hoa nhắc tới hoa có biết liền, có hoa liền. À cái này là chương trình đưa tặng đó, đúng không? Phải đi mới đi nhờ người đi mua về. Mà anh này bị một đóa hoa nhá. Nó ý nghĩa là thế gian này chỉ có mình em. Mình một đóa hoa là nghĩa như vậy đó. Tối nay mất ngủ. Bị sốc quá. Có không vậy? Em vừa trải qua một cái khoảnh khắc rất là lãng mạn mà sao nó hình ảnh nó không có lãng mạn gì hết trơn vậy? Bởi vậy chị mới nói không có cảm nhận được sự lãng mạn là ở chỗ đó. Cũng có bông, có hoa, cũng thế gian, có mình vợ, này nọ kia. Nhưng mà
À, biết vợ nào? À, biết vợ nào? Trời. Chị ơi, em binh anh trong cái chỗ này nè. Biết là nhiều khi anh vụng về trong những cái chuyện này, nhưng mà thôi, anh có cái sự cố gắng thì mình hãy đón nhận nó một cách gọi là cởi mở hơn. Cởi mở hơn để cho anh cảm thấy là à, cái điều đó mình làm cho vợ mình rất thích, thì anh sẽ siêng năng làm cái việc đó hơn. Chứ mình đừng có hỏi hoành hoẹ người ta tốn mút. Nếu mà cái ý nghĩ này là ý nghĩ của anh, ý tưởng của anh á, thì em cảm thấy vui. Cảm ơn, cảm ơn. Okay. Khó quá, tôi bỏ đi. Thôi, anh cũng đã bày tỏ cái tình cảm dành cho chị rồi. Và Tony cũng vậy. Đây là cái tình cảm mà Tony gửi vào ở trong đây. Rồi, mẹ đọc nha. Mẹ đọc nha các. Hồi hộp quá. Nói chung không thấy được. Con cảm ơn mẹ đã chăm sóc và lo lắng cho con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, tự vỗ tay luôn. Cảm ơn con. Tiếng Việt với có mẹ không có ba vậy. I love mom and dad a lot for caring and loving me each day that passes by. Thank you for all the sweat and tears to make me happy every day. Anh dịch qua tiếng Việt đi. Cảm ơn bố mẹ đã lo lắng mỗi ngày. Thật là cả như giống như là mồ hôi nước mắt gì đó, là lo lắng thật là có mồ hôi nước mắt nữa và làm cho nó happy everyday, vui vẻ mỗi ngày. Thank you for taking care of me all these years. There has been happy years and challenging ones too, but as a family we can get through everything. Thank you for giving me good education for my future, including learning how to swim and to play piano, as it will benefit my life in the future, Tony. Cảm ơn đã lắng cho nó những năm trong bao nhiêu năm nay. Có những lúc vui vẻ, có những lúc khó khăn, nhưng mà gia đình sẽ qua được. Cảm ơn cho một cái good education là học hành cho tương lai, kể cả bơi lội, đàn piano và những cái này nó sẽ giúp cho nó tương lai sau này, Tony. It's very good. Cảm ơn con. Mẹ rớt nước mắt về cái, những điều mà con nói, những điều con biết. Em cũng thấy anh Minh rất là xúc động. Đây là lần đầu tiên mà anh chị nhận được một cái tình cảm của con mình. Con trai thì ít khi nào tâm sự với chuyện này lắm, nhưng mà nó viết ra được, mày biết là nó hiểu được những gì mình làm cho nó, thì đó là cái quý. Bây giờ này, ở cái thời điểm hiện tại này, ngay cái thời khắc này nè, Tony có muốn nói cái gì với ba mẹ không? Cảm ơn bố mẹ đã phò hộ cho con và mấy năm nay. Con yêu ba người yêu nhiều lắm. Nhưng mà cảm ơn con. Chỉ cần vậy thôi, con chỉ cần nó có yêu ba mẹ nhiều lắm được rồi. Mà khổ quá, mình rặn rặn lên rặn xuống. Trời ơi, ba mẹ là lo lắng giúp đỡ con. Trời ơi, con dùng từ phò hộ mẹ muốn chết luôn. Cảm xúc đang dịch trào nha. Chú khích lệ con nên nói. Hôm nay nói được 5 từ, ngày mai phải 6 từ, 7 từ. Thật ra em thấy cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà của mình nó rất là thú vị nghe em. Không có một cái số nào giống số nào trên đó. Format thì là dâu làm một format thôi. Format nhưng mà mỗi số rất là vui. Không, thật sự ra cho nên là khi mà mọi người mời chị cái show Gõ Cửa Thăm Nhà này, chị cũng băn khoăn lắm. Dạ. Nhiều khi mình nhận lời xong mình lại băn khoăn, ủa mình không biết mình quay cái gì nữa. Cái thôi mình lại từ chối. Cứ vậy hoài, mà bữa nay quay thì chị cảm thấy rất là thú vị. Và nó cũng rất là nhân văn, bởi vì nó gắn kết được cái tình cảm gia đình với nhau. Rất là cảm ơn một cái tình cảm mà chị vừa gửi đến cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Theo con được biết thì con đường tình cảm của chú nó cũng trung chuyên lắm. Mình sẽ được thuận lợi trong cái sự nghiệp của mình, nhưng mà trong tình cảm thì chú lại hơi trung chuyên một chút. Thì cũng có khoảng thời gian thì như là quý vị cũng đã biết thì người trước của Chí Tâm đó là nữ nghệ sĩ Hương Lan. Bên gia đình của Hương Lan thì là có quốc tịch Pháp, cho nên cưới nhau xong rồi tới 78, tháng 2 78 thì gia đình đi về Pháp, gọi là theo cái diện Pháp Kiều hồi hương, Français rapatrié, sống ở bên Pháp. Tháng 2 78 là chú qua tới Pháp sống, thì dĩ nhiên là cái cuộc sống ở bên Pháp nó không có giống Việt Nam, cho nên thì cũng có nhiều chuyện nó không thuận lợi đối với nghề hát của mình.
Cho nên thôi thì cái duyên cũng hết với nhau, cho nên khoảng 82 thì bắt đầu xa nhau. Rồi lúc đó thì chú đã sinh hoạt với nhóm bên chùa Khánh Anh, rồi nói chung là đi theo quý thầy để mà làm Phật sự, rồi sở dĩ có đặt mấy bài hát về Phật giáo như là Qua Bất Diệt của Chí Tâm, là cái bài mà từ ngàn năm xưa đó. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Là bài đó chú Chí Tâm sáng tác hồi khoảng năm 1982 ở bên Pháp, ở Paris. Và cũng như mùa Du Lan thì chú lại có sáng tác một bài hát gọi là Du Lan Khúc, và sau này thì chú để tên là Du Lan Tâm Khúc. Giống như mẹ ơi con đã nghe và con đã thấy, thấy hôm qua có chàng trai hiền, tay cầm chiếc đàn tam, đàn kêu tích tịch tình tang, miệng hát nghêu ngao cái bài ca giao với điệu dân tiên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn cháy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ yêu mới là đạo con. Tình tan tan tính tan lành tình tan, với dòng trăm hùng đượm tình quê hương. Dắt ta người ơi ai nhớ, công đức sanh ni thành dưỡng dục cù lao. Thì cái đó là Vu Lan Khúc. Thì rõ ràng là tình cảm mình cũng đang rất là buồn, rồi cái công việc của mình ở bên đó nó cũng không có phù hợp với mình nữa. Thì có phải đó là cái giai đoạn mà một gọi là một cái giai đoạn mà nó khó khăn đối với chú không chú? Chỉ khó khăn một vài năm đầu, nhưng mà mình cũng nghe Phật Pháp rồi mình cũng ngộ ra một điều là cái duyên. Khi mà một người gặp một người thì từ đó là có một cái duyên với nhau, rồi sau đó mình hết duyên thì giống như mây hợp tan vậy đó, thì mình cũng an ủi, cũng không có là lấy gì làm buồn. Tại vì lúc đó thì mình đi làm việc cho hãng của Tây, thì những công việc đó làm cho cái thời gian của mình cũng không có bị trống trải. Rồi mình cũng tìm một cái hướng đi cho mình bằng cách là hội ngộ lại với các anh em như là cô Bích Thuận cũng thời đó bên đó, rồi anh Minh Tâm, chị Tài Lương. Tài Lương là chị của cô Tài Linh đó, chị của Tài Linh. Thì mấy anh em mới biết nghề đó, hợp lại với nhau. Nói thôi mình thành lập một đoàn hát để mình đi diễn cuối tuần. Thì cứ thành lập đoàn hát mỗi tối, sau khi anh em đi làm về thì xúm nhau lại tập tuồng. Rồi hồi thời đó đâu có ai đầu tư, đâu có cái tìm nhà tài trợ nào, thì tự mỗi người bỏ ra chừng 500 quan. Thì khoảng 20 anh em thì mình được 10.000 quan. Lúc đó thì mua giải về, cô Tài Lương lại biết mai, cho nên mai trang phục. Rồi chú Chí Tâm biết vẽ, thành về vẽ cảnh sân khấu cải lương. Mua gỗ, mua vải về đóng khung, rồi vẽ cảnh, rồi chọn sân khấu, rồi mình đặt rạp, rồi bắt đầu diễn những vở tuồng. Như là tuồng đầu tiên mình làm xã hội để mình có vốn, rồi mình mới làm màu sắc sau. Tuồng xã hội thì không cần tốn quần áo nhiều, y trang thì bình thường, y phục bình thường. Cho nên dựng cái vở tuồng gọi là tuồng Tình Cô Gái Huế, là tuồng số đỏ của soạn giả Quy Sắc á, diễn đầu tiên ở rạp Maubert Motulite ở bên quận 5 của Pháp. Sau đó thì dựng thêm những vở tuồng màu sắc như là Đêm Lạnh Chùa Quang, hay là Máu Nhuộm Sân Chùa, hay là những cái vở tuồng như Mạnh Lệ Quân. Những vở tuồng màu sắc thì bắt đầu thì anh em cũng sớm lại để mà làm, để tập tuồng để cuối tuần đi hát. Chú, cái lúc mà mình được diễn lại á chú, mà đặc biệt là diễn những cái vở tuồng nó rất là kinh điển luôn. Chắc cái cảm giác của chú nó hạnh phúc lắm hả chú hả? Cũng có, rất là hạnh phúc và vui với anh em. Theo cái đoàn đó thì giống như quy chế là tập thể vậy đó. Mình cũng tập thể, rồi phân ra một người trưởng đoàn, một người phó đoàn,
rồi thủ quỹ, rồi các anh em lo phục trang, lo cảnh trí này kia thì mình cũng song sáo với nhau để phân công ra bổ nhiệm. Được cái may mắn là nước Pháp nằm cạnh ở bên các nước lân cận như là nước Bỉ, tức là Bruxelles, rồi kế bên có Đức, có Thụy Sĩ, có các nước lân cận như là các vùng ở với chứ miền Nam như là Bordeaux, Marseille. Thì tụi này liên hệ với những tổ chức đó rồi bắt đầu mình đưa đoàn đi hát. Gần thì mình đi bằng xe, xa nhất là mình đi bằng máy bay. Đi máy bay thì phải gói ghém lại chừng khoảng 7 nhân vật, 7 người, gồm có một nhạc sĩ và 6 người diễn viên. Thì trong đó những diễn viên thì cũng phải biết làm này kia bằng thế nhau. Đi qua xa nhất là Đan Mạch, đi Na Uy, Đan Mạch, Na Uy. Còn mấy cái kia là chỗ nào gần được, đi xe có lộ, liền lộ thì mình đi bằng xe. Rồi đến khi nào thì chú mới yêu lại? Đi khi nào vui là... Trời ơi, đang tới khúc quan trọng luôn á. Trời ơi, tới cái khúc đã. Giao lộn phải không? Tức là con đi lộn, lộn nhà hả? À, sao vậy? Quỳnh là sao Quỳnh? Hỏi rồi. Là ảnh kêu ảnh giao nhập nhà. Chốt lại chưa? Nãy giờ cũng không có đụng tới. Đụng tới độ. Bây giờ chúng ta nói về câu chuyện yêu lại của chú đi. Yêu lại. Khi nào thì chú mới yêu lại? Tình cảm thì mình cũng hơi lần đận tí, giống như là những cái lúc mà mình sinh hoạt với chùa thì có một hồng nhan, cũng mình cũng có yêu một cái cô đó, cũng gia đình Phật tử ở trong chùa, thì cũng một vài năm thì chắc cái máu giang hồ của mình cũng không có kềm chân được á, thì mình cũng đi tới đi lui ở bên Mỹ diễn nhiều. Thì cô ấy cũng hơi khó khăn, thành ra cũng thôi, thì cũng hết duyên. Rồi đi mình đi qua Mỹ. Đi qua Mỹ tại vì những năm sau đó thì cô Hương Lan hay tổ chức ở bên Mỹ cho các chùa như là chùa Huệ Quang, rồi chùa Việt Nam ở bên Mỹ, rồi chú Tâm đi qua diễn, cũng như các tổ chức tư nhân. Rồi chú Tâm qua Mỹ diễn thì thấy bên Mỹ chắc cũng sống được, thì mình đi qua. Đi qua thì năm 90 là bắt đầu Chí Tâm mới lọ mọ đi qua Mỹ. Ở Mỹ thì đi đáng lý ở California, nhưng mà ở California thì có nhiều cái xung đột xáo trộn về vấn đề ganh tị lẫn nhau. Có nhiều người đi qua trước rồi làm giấy, mình tạm gọi là kết hôn giả hoặc là làm những cái giấy tờ gì đó để được ở lại, nhưng mà nó không có gọi là không hợp pháp. Thì bị những cái đồng nghiệp tố hoặc là những người xấu tố, cho nên thôi.